Sau khi mà em đi lên đây thì em đã có chồng nha mọi người nha. Anh nhiêu tuổi? 97 hả? Rồi lớn em tuổi. Vậy là hai đứa mình xứng đôi lắm luôn á. Bạn có người yêu chưa? Bạn có người yêu chưa? Né ra. Ê, trời ơi. Đây đây xứng hơn mọi người. Trời ơi. Không mình anh xài gì mình Xin chào quý cô chú anh chị và các bạn đang xem trên kênh Check in xì phố. Hiện tại thì Check in xì phố đang có mặt tại Kỳ Sơn, Nghệ An này cả nhà. Hiện tại là các bà con ở trong thôn bản làng á, từ ở trên núi này nè cả nhà, ở trong núi với lại trên núi người ta đi khoảng 10 km từ trên núi xuống đây để nhận quà hỗ trợ từ phía Bội Nhi cùng với lại đoàn của Má Lan. Đây là cái khu vực sạt lở nè cả nhà đó, mọi người thấy xe xúc đang xúc không? Nhà ở dưới khu vực này là sạt lở xuống là sập hết luôn rồi. Cái nỗi mà ngay phía trên đó đó ngay ở cái tay em chỉ á cả nhà. Đi vô phía trong đây là ngay chỗ cái ủy ban xã, cái đồn công an ngay đó, nó sập tan nát hết luôn, lũ nó sạt lở sập hết nhà cửa luôn mọi người. Nhìn rất là thương luôn. Ở bà con lặn lội hơn cả chục km từ trên buôn làng xuống đây để nhận quà. Trước tiên xin hoan nghênh và cảm ơn tất cả các bà con ở phường xã Lan Xôi đã có mặt về đây để nhận quà. Xin chia sẻ khó khăn này với bà con trong thời gian qua. Xin giới thiệu với mọi người 1.000 xuất quà ngày hôm nay đến từ hãng Kiều Hòa Akino. Hãng Kiều Hòa của chúng ta là nhập khẩu ở Thái Lan. Xin kính chúc bà con tất cả sức khỏe và hôm nay nhận quà hoan hỉ nhé. Và xin trân trọng giới thiệu đại diện phía Kiều Hòa Akino và Chủ tịch Đỗ Lan sẽ lên có đôi lời phát biểu và chia sẻ yêu thương này đến bà con. Hãy đeo vỗ tay nào. Vâng, xin mời chị. Hồn anh còn nguyên không? Hú nhỏ nhỏ, hú lớn anh hết hồn nha con nha. Công an bộ đội này rất là dễ thương. Quá được đấy à? Đi ơi về núi ở luôn đi em. Trời em về liền. Trời gì? Tươi xanh, ngon lành luôn. Trời ơi, công an giỡn hả? Bữa giờ thì em có duyên với công an không? Số phận phải lấy chồng công an. Anh quay Má Lan, Má Lan chia sẻ. Công an xã Tà Cạn và tại công ty Phú Ngọc Anh thương hiệu Akino máy lạnh gửi đến cho bà con những phần quà yêu thương. Mặc dù đây chỉ là món quà nhỏ nhưng mà tình cảm chúng tôi từ đường xá xa xôi từ thành phố Hồ Chí Minh đến đây để cho bà con có được những món quà ấm cúng lòng người trong mùa lũ lụt vừa qua. Và chúng tôi mong rằng tất cả những cái lan tỏa này đồng hành cùng chúng tôi thì khi thương hiệu chúng tôi có được trong lòng mọi người thì chúng tôi mong rằng sẽ có thật được trích ra được những khoản tiền để thời gian sắp tới có thể có một cái điều kiện là đến đây với bà con nhiều lần nữa. Được không ba? Chỉ mong mỏi rằng làm sao coi như mỗi ngày chúng ta vừa cạn để đi đến những cái cuộc sống mà coi như nó khá hơn. Mong mỏi rằng một lần nữa để không có để lâu cho bà con chờ đợi, do cái sự sắp xếp cũng đường xá xa xôi. Bây giờ thì chúng ta đã chuẩn bị xong rồi thì một lần nữa xin cảm ơn ban bộ công an, coi như là bên công an xã Tà Cạ chưa có quen tiếng Lào cho nên thành ra là nó không có rành. Và hôm nay là kết hợp với lại ca sĩ Lan Vy cùng giám đốc Phan Hiếu đã hỗ trợ đến đây để hát cho bà con những bài hát để cho coi như chúng ta thư giãn trước khi chúng ta nhận quà. Được không ạ? Nếu vậy thì chúng ta cho một tràng tay thật lớn để cổ vũ coi như tất cả các anh em coi như là cán bộ công nhân viên miền Bắc và miền Nam của công ty cổ phần Phú Ngọc Anh đã không ngại coi như tất cả những cái khó khăn và đường xá xa xôi đến đây để có những phần quà chia sẻ. Một lần nữa chúng ta cho một tràng pháo tay để chuẩn bị bắt đầu để phát quà. Và trước khi phát quà thì chúng ta sẽ nghe một hai bài hát để chúng ta có thể là thư giãn trong khi để cái thời gian sáng cho bà con chờ đợi. Một lần nữa xin cho một tràng pháo tay ủng hộ tất cả mọi người có mặt kèm đi. Điệp mà lên cái người ta có văn minh một đi một đi hey oh một đi hey một thay cầm bia bơ ô không ăn hơn bằng lưng bơ nè không có bỏ qua qua mà hết không ăn riêng đưa thanh ly Hoa Văn Biên Hoa Văn Biên Hoa Văn Lưu còn một thay vùng Hoa Văn Lưu Hoàng Bạc Khi ô mà do lòng ghi đằng thôi này Lô Thôn Khuôn Thị May Mờ Y à không ăn ngọt. Từ đấy nhá anh ơi, cho em xin một phút nào không nói nhá. Nào anh em Akino ơi, lấy túi quà xuống và chia làm 4 phút đầy đủ. Lấy cái túi đựng quà xuống chia làm 4 phút đầy đủ. Nhá khẩn trương. Bây giờ mong ăn khách. Mong ăn khách. Lô con. Hoa Văn Lách Mao Văn Tuyên rồi nhá, bây giờ như thế nhá Cụt Văn Khun bây giờ nha Châu Cụt Văn Khun đúng là con nào đến rồi thì luôn nha, xong nha, ra mình làm đồ này Mao Văn Đưng Khun Văn Minh Mao Văn Thôn Hoa Văn Hành Quang. Lưu Văn Thôn nhà mình ơi, tất cả nhà mình ơi, bây giờ em là những người phụ trách của món hàng. Bà con cầm túi đến đồ của ai người đó chịu trách nhiệm. Một, Châu ống xương tóc, Châu đâu? Nhận nhiệm vụ nhé, ống xương tóc. Hoa Văn Thiên, sữa nhá, Phát là phụ trách sữa, em là gối của em hai, mỗi gia đình 2 chiếc nhá. Sữa mỗi gia đình 1 lon này. Anh Hùng Màn, mỗi người chỉ mua một món đồ. Cứ bà con mang túi mang phiếu đến là được mà. Mong ơn ơi Công phụ trách là Màn nhá, Màn Hoa Văn Khách Hoa Ngọc Em thu lại phiếu luôn nhá. Một người đầu tiên là phải thu phiếu luôn. Thấy người nào mà Lương luôn cầm cái túi đấy là một cái màn. Nghĩa là chuyên phụ trách mảng màn thôi. Còn cái gì nữa Lương Quang Quân đây nhỉ? Hoa Văn Nhân Quân phụ trách cho chị miến rau. Đúng ạ. Sao mẹ nghĩa? Bây giờ nhân viên Phú Ngọc Anh đứng lại đây sắp hàng rất nhiều phương trắng đó. Lớn bánh đó. Hai bác sĩ tặng các bác hổ. Tất cả các nhân viên đứng ở đây để chị sắp cho nó nhận nè. Hai bác hổ Hùng Văn Kiên Hùng Văn Kiên Cục Thị Mày Cục Thị Mày Hoa Văn Trường Hoa Văn Quyết Ở đây một người phát thôi, còn một người đây. Đâu có cậu đi anh, qua bên đây rồi xong rồi. Qua bánh khui. Qua bánh khui. Làm không? Con phát thì đúng không? Không khai. Không không không. Không khai. Hóa bánh xong. Bà ơi. Lên xuống hết, đủ số lượng đi rồi xong bắt đầu sắp. Nấu quá. Người chắc một câu cho nhanh. Đây là tôi luôn. Không anh luôn. Lưu Thanh Hải. Xong nha là qua đây chuẩn bị bắt đầu nhé. Nào xong chưa? Đã xong chưa nào? Bà con đã đủ hết điều chưa? Bà con đủ hết điều chưa? Bà con đủ hết điều chưa? Cho mẹ nè. Thôi chụp hình. Đứng đây mình chụp hình. Bà con ơi, sao hết đường em nào? Ai chụp dưới rồi sao đường nào? Công an chụp hình, công an chụp hình. Nào nhá. Nào cái này ai nhận phiếu về đi xem đường nào. Cô nhìn về đây. Rồi cô nhìn về đây nha. Cô nhìn về đây nè cô. Khải nó đi, Khải đó. Cho nó đi đó là lấy rồi. Rồi, nó đi chụp mà. Cô cả nhà ơi, bà con đứng ở bên đường nhá. Đại diện của hãng điều hòa sẽ có đôi là các kiểu này. Sau đó sẽ có ca sĩ gửi đến cho bà con một bài bài hát để bà con có thấy vấn đề không ạ? Đây cả nhà tôi ơi! Nhớ giữ phiếu trên tay để nhận quà nhé. Nào bà con di chuyển. Bội Nhi ở đây ở Nghệ An luôn á.